Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan SAT cho biết, sân vận động quốc gia Rajamangala sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 16 tháng 11 để tiến hành cải tạo chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026. Công việc cải tạo bao gồm cắt cỏ, bón phân, tưới nước hàng ngày để mặt sân đạt chất lượng tốt nhất. Đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ gặp Trung Quốc vào ngày 16 tháng 11 trên sân vận động Rajamangala. Bên cạnh đó còn có hai trận đấu vòng loại World Cup dự kiến diễn ra trên sân Rajamangala vào ngày 26 tháng 3 năm 2024, gặp đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, và vào ngày 11 tháng 6 năm 2024, gặp đội tuyển quốc gia Singapore.